về. Tình huống thứ nhất, quay thịt cho mẹ. Chị em ơi, một tí thôi. Không được, của chị mà bỏ tay ra đi. Em ơi, một tí đi. Bỏ tay ra. Chị lâu rồi. Bỏ tay ra. Mẹ gọi đây. Alo mẹ ạ. Này, hai đứa đang chơi điện thoại đúng không? Ui, sao mẹ biết ạ? Sao mẹ biết ạ? Cái gì vậy bà nội? Dạ không đâu mẹ. Ôi trời ơi, nghe điện nhanh như thế mà lại còn cãi à? Mẹ bảo này, mẹ về muộn, hai đứa ở nhà quay cho mẹ miếng thịt để trưa về còn ăn nha. Dạ vâng, con biết rồi ạ. À. Dạ vâng, con cũng biết rồi ạ. À. Nhớ lời mẹ dặn đây. Vâng, con biết rồi mà. Con chào mẹ. Con chào mẹ. Hả? Đây là thịt hả chị? Chắc là thế rồi. Hi đâu hai đứa chị Châu. Thịt mà cũng không biết, kém thế. À chị ơi, vừa nãy mẹ bảo luộc thịt đúng không? Không, mẹ bảo là quay chứ. Ê, mình ngồi đây từ sáng đến giờ sắp tiêu rồi. May quá, cuối cùng cũng sắp được lâu. Ôi chị ơi, nhìn cái miếng thịt này ghê quá. Thôi chị nấu đi. Ôi chị không nấu đâu. Ôi này này. Nãy phải phơi nắng tiếp à? Phơi nhờ. A few moments later. Ôi chị ơi, 11 giờ rồi. Ồ nhờ. Ồ, mẹ bảo phải quay thịt đấy. Em đi ra quay đi. Không, chị lớn rồi, chị ra quay đi. Thôi được rồi, giờ chị ra quay thịt. Lát nữa, đứa chị chơi nhá. Ok luôn. Cái gì vậy bà nội? Quay thịt chứ gì? Đơn giản. Ôi, mình sắp được ưa gia vị thơm tho rồi. Thịt ra, sẵn sàng để quay chưa? Em sẵn sàng từ sáng rồi. Wow. Ê, làm gì á? Turn down for what? Chắc là được rồi đấy. Ui, sao lại có món thịt quay như thế này hả trời? Ôi ơi, chị Anh ơi, chị nhầm rồi. Chị kiếm thật, ai bảo chị quay thịt như thế? Ơ, thế phải quay như nào? Nhìn em đây này. Cái gì đấy? Thịt nhảy đi để anh quay. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tăng tăng tăng. Nhảy đi bậy. Tăng tăng tăng. Cái gì vậy bà nội? Nhảy mạnh lên nào thịt. Nào, mạnh luôn lên. Đấy, quay là phải như thế chứ. Đâu, xem nào. Cây tươi nhờ. Đấy, chị thấy em quay thịt giỏi chưa? Đấy, mẹ đang làm gì đấy? Mẹ! Thế đã quay thịt cho mẹ chưa? Gia Bảo vừa mới quay xong đấy mẹ ạ. Đấy. Ôi giời ơi. Hai đứa gọi đây là quay thịt đấy hả? Dạ vâng ạ. Hương này. Tình huống thứ hai, ăn kẹo mút. Ơ, kẹo mút của mình đâu nhỉ? Kẹo mút của mình đâu? À, đây rồi. Ui, may quá, mình cứ tưởng mình cứ phải nằm mãi dưới gầm bàn chứ. Mình sẽ bóc vỏ ra. Vứt đi. Món chưa đủ ngon. Mình sẽ làm nó ngon hơn. Em bé này, đi làm gì mình vậy? Cái gì vậy bà nội? Nhìn cái kẹo mút của mình, lạ quá. Ê,
ơi, mặt mình thế nào thế này? Tiếp nha. Của mình độc nạ vì dương luôn. Độc nạ vì dương luôn. Cái mặt của mình bị làm sao thế này? Thế này thì mình làm gì dám nhìn ai nữa? Chuẩn bị ăn thôi. À, được rồi, tớ sẽ cho cậu biết tay. Tớ dính vào răng mình rồi. Tình huống thứ ba, bổ dừa. Tớ xin lỗi nhá, tại cậu làm tớ giật mình. Được lắm, giá là mình đau à. Nhưng mà nước dừa ngon cho nên mình bỏ qua. Uống nước dừa thôi. Cái ống hút này là sao mà làm đủ được vỏ của tớ này? Ui, mỏi cả tay mà vẫn không dùng được. À, ê, này cậu làm gì vậy? Ê, này. Không gì có thể làm khó được mình đâu. Ôi, gì vậy? Ngồi xuống lại đi mà. Bớt chuộng. Máy khoan cũng không làm gì được nó. Đường quá rồi đấy dừa. Được rồi. Cái gì vậy bà nội? Ô, bà nội. Nhưng mà chảy hết nước rồi còn đâu. Chán thế nhở. Không thèm uống nữa. Mình khổ quá mà. Tình huống thứ tư, câu chuyện ăn kem. Ôi, kẹo dừa ngon. Ôi, vừa nhìn thấy ánh sáng mặt trời có 2 giây mà lại vỡ mộng rồi. Ôi, mày đấy, mới chỉ bẩn có một mặt. Ôi là Khánh Linh, kem rơi xuống đất rồi mà em định ăn á. Thôi vứt đi. Đưa được chị, vứt đi. Cái gì dám ăn đó? Mình là que kem mà, cứ ném mình mai thế. Thôi, chị xin lỗi, mai chị mua đàn cho cái kem khác nhá. Ui, kem ơi, bắn hết em rồi, để chị đổi cho nhá. Bên này bạn này. Ui, mùi gì thế này? Không xảy được hết nhỉ, nhưng mà thôi, ăn tạm cũng được. Eo ôi, kem bẩn rồi chị Khánh Linh ơi. Ui, kem của mình. Ui, kem ơi, em đâu mất rồi, kem ơi. Mình chờ đây đây, chắc ai tìm thấy mình. Kem của mình đây rồi. Định trốn chị ạ, còn lâu mới trốn được. Em bẩn lắm rồi, không ăn được nữa đâu. Kem bẩn hết rồi, nhưng mà không sao, mình đã có cách. Cách gì vậy? Cách này này.
cho kem vào đây rửa là sạch ngay mà. Là sạch ngay mà. Mình sao đây? Kem của mình đâu mất rồi? Tình huống thứ 5, bánh mì cơ bắp. Cơ chủ ra rồi kìa. Mình sắp muộn giờ học thêm rồi. Hay là ăn tạm miếng bánh mì đã. Ăn miếng nào bây giờ nhỉ? Ăn tớ đây. Mình sẽ ăn miếng này. Ê, tạm biệt mọi người nha. Tớ đi du lịch đây. Sao rồi, đến được mình đây. Mình cũng thích được đi du lịch ở trong dạ dày. Nguyễn nhỉ? Ăn thêm miếng nữa. Ôi, chơi. Tớ đây. Còn em này, em đang yêu đâu, tớ cũng đang yêu mà. Yeah, mình đi chọn rồi. Ngon quá. Ê, sao đến lượt mình rồi? Ngon quá. Với một mình ở đây mà sao cậu ấy không nhìn thấy nhở? Được rồi, cậu dám hát hổ tớ à? Vậy thì tớ sẽ cho cậu biết tay. Yo. Mời để la 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 bữa gì nhở? Ô, vẫn còn miếng bánh mì vừa lấy này, ăn luôn. Tình huống thứ 6, uống coca. Ủa, khát nước thế nhở? Úi, không có mì ở nhà. Trái coca này, xí là của mình. Úi, coca ơi là coca. Coca bị ngon đấy. Hả? Coca phải lắc đầu lên nó mới ngon. Ôi, đừng lắc nữa. Giờ phải uống nhìn thôi, không bị về. Úi giời ơi, uống không uống